Bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần 3 là động phân hợp chất chứa oxy. Hợp chất chứa oxy. Đấy, thầy lại ví dụ viết đồng phân C5H12O6 chẳng hạn. C5H12O. Thôi C5H12O nó hơi phức tạp. C4 thôi. C4H10 thôi. C5 nó hơi phức tạp, nó hơi dài. Bây giờ chúng ta tính delta ra. Tính delta cho thầy nhá. Mời Tùng nào, delta của bao nhiêu? 2 nhân 4 trừ 10 cũng 2 trên 2, đây bằng bao nhiêu? À, bằng 0. Bằng 0 thì tức là gì đấy em? À, no mạch thở, đúng rồi. No mạch thở mà có một oxy. Đấy. No mạch thở mà có một oxy thì suy ra nó là cái gì? Aldehyde là nó có nhóm CHO, nhóm CHO là nó phải có liên kết pi. Là ancol, đúng rồi. Ancol no mạch thở. Trường hợp 2. Trường hợp 2 là ete. Ete no mạch thở. Có hai trường hợp. Đấy, hoặc là ete no mạch thở. Thì các em nhớ là ancol và ete là đồng phân của nhau. Ancol và ete là đồng phân của nhau. Thế còn aldehyde và ceton là đồng phân của nhau. Thế còn acid và este là đồng phân của nhau. Đấy. Nó có từng cặp một. Ancan thì mứng một mình, thế còn cycloalkan và anken là đồng phân này. Ankin và ankaren là đồng phân này. Đấy. Thế còn hợp chất có oxy thì cũng tương tự như vậy. Đấy. Ancol, ete. Aldehyde, ceton. Ester, acid. Đấy, tôi từng cặp một em ạ. Rồi, thì chúng ta viết ancol mạch thở trước. Ancol mạch thở. Cụ thể nha. Ancol mạch thở. No mạch thở. Thì kem viết đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4. OH ta để cuối cùng. Đọc thêm H vào. Sau đó thì kem thêm cho thầy vị trí của OH thay đổi đi. Vị trí OH thay đổi đi. Đó. Viết cái đồng phân này giống hệt đồng phân của clo đúng không? Giống hệt đồng phân có clo thôi. Các em coi như nhóm OH là một nhánh. Đấy, xong các em di chuyển đi. Di chuyển CH. Đó. Di chuyển đi. Xong rồi cho OH lên đầu. Đấy. Đấy đồng phân ancol no mạch thở. Hết. Bây giờ các em viết đồng phân về gì nữa?